Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì em đã tìm được ra hai chủ nhân của hai cái máy tặng này rồi. Thì một người đã mua hàng của em rất là nhiều là vì cái chú này ấy, thì chú ấy gọi là làm chủ hay là làm gì em không biết, cũng là quản lý một nguyên một một xưởng cũng có nhiều công nhân, thì chú mua hình như cho, tặng cho cả xưởng hay là chú ấy mua bán thì em không biết, nhưng mà chú mua rất là nhiều nhá, thậm chí em không nhớ hết nổi ấy. Chỉ mỗi lần em có máy nào cái chú cần mua cái chú điện qua một cái một thôi đó. Thì hôm nay thì em sẽ tặng cho chú nó một cái này nhá. Chú ấy tên Tuấn ở đâu nhỉ, Cà Mau nhá. Đó thì cái máy này thì máy thay vỏ rồi nhưng mà nó rất là đẹp. Đợt trước em tính là thay pin và bán ấy, nhưng em nghĩ trong cùng thì mấy cái dòng này đã thay vỏ rồi, sóng nó hơi yếu á, cho nên em cũng không dám bán. Với cái cây máy này thì vỏ nó hơi xấu, với màn hình nó kiểu đây này, con này nó kiểu xài ốp hay là không gắn cường lực ấy, hoặc là gắn cường lực kiểu em không biết, nhưng mà lại sao nó ra cái kiểu này đấy, vòng 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 này đấy. Nhưng mà nhìn này rất khó thấy nhá, chỉ là mình soi như này thì thấy thôi đấy. Cái cây này nó được cái này mất cái kia đấy, kiểu vậy đấy, khó tả. Thì em sẽ tặng nhá, cái này là dành cho chú Tuấn này, cái này dành cho anh Xuyên nhá, anh Xuyên ở Lào Cai, anh ấy là bộ đội biên phòng hay là làm bên đội biên phòng gì em không biết nữa đó. Thì hai cây này thì đã có chủ rồi, chúc mừng hai người. Em sẽ bỏ qua một bên này, cái máy này em sẽ thay pin em tặng luôn nha, chứ em không mất công em gửi về khách hàng lại phải đi mang ra ngoài cửa hàng thay nữa, mất công. Em thay vào luôn đó, em không lấy tiền pin luôn, đã tặng là tặng cho tới đó. Em để qua một bên nhé. Thì bây giờ hiện mặt hàng em còn ấy là chỉ còn dòng đời cao thôi, cho nên là dòng này ấy, nói thật ra chỉ những người có tiền người ta mua thôi, chứ nếu như mà bảo là học sinh hay là làm công nhân thì khó có điều kiện để mua mấy cái này, hoặc là những người nào người ta chịu chơi thì người ta có thể mua. Nhưng mà em đính chính lại một câu là đúng là dòng này cao tiền thật, nhưng mà cao nó lại đắt sắt ra miếng, thật sự là như vậy. Và em tiêu chí của em cũng rất là khó tính khi nhập hàng. Cho đến khi em bán hàng thì em cũng rất thoải mái với khách hàng nhé, em không có tính gì hết. Nhưng mà đa số khách hàng cũng chẳng bao giờ mà khó tính với em, là tại vì người ta biết tính em khó tính nhập hàng, tức là cái máy của mình bán ra luôn luôn được đạt tiêu chuẩn, chứ không bao giờ mà có thành phần mà lệch lạc cái này cái kia là không có đâu. Đấy, đôi khi là một cây S8 như thế này, Note 8 như thế này mà máy đẹp còn hơn như thế này, mà như này này nó bị chấm chấm ở đây này. Con này bản 256GB ấy. Cái bữa hôm chủ nhật thì có anh đặt, nhưng mà đến ngày hôm nay thì anh bảo là vợ anh không lấy. Đấy, cho nên là em lại phải đăng lên bán thôi, chứ em giấm lại làm gì đúng không? Lau kê cái này. Cái này giống zin quá. Đó. Chấm chấm đây này. Chấm đây là chóc sơn chứ không phải là bị rớt hay gì nhá. Con này bản 256GB, em bán là 6,5 triệu. Đôi khi có những cái máy mà nó thay lưng hay là ép kính thì nhìn nó mới lắm, thường mấy cái đấy thì nó cũng kiểu nó đã thay rồi, nó phải mới rồi đó. Nhưng mà mấy cái máy đấy thì em loại trừ ra từ đầu tiên đấy, mấy cái đấy thì em loại trừ luôn. Thì em còn S9 Plus này, hai màu xanh và đen này, và S10 5G. Nếu như mà em cảm thấy bán khó quá, tại vì nó mười mấy triệu mà đâu phải ít đâu, đâu phải là ai cũng có một số tiền lớn này và mua qua online mà đủ tự tin để mua những cái máy như thế này đâu. Cho nên ấy là cái này nếu như mà từ giờ đến 2 ngày nữa không được thì em sẽ trả về nơi sản xuất, em cũng chịu lỗ 500-700 ngàn gì đó là chuyện bình thường. Đấy, tại vì là bây giờ mình nhập vào, bây giờ người ta giao cho mình cũng tùy từng thời điểm đó. Có thời điểm giá nó lên giá nó xuống, nên là mình cũng không trách được.
Thứ nhất là máy zin thì phải chấp nhận vậy thôi. Tuy rằng biết là không, mình không sử dụng nên mình chỉ về mình đăng bán, thì nhỡ không được thì bây giờ mình trả lại vẫn lỗ thôi, chẳng có gì hết. Đó thì bây giờ em lại có thêm cái iPhone 6 Plus này, 6S Plus này. Cái này, này máy này thì nó bạc camera một tí này, do xẻ ốp lưng, nó cũng không chảy xước gì hết. Máy zin pin thì yếu, pin có 76 thôi ạ. Con này nếu mà lấy thì phải thay pin. Đó. Máy thì không có chảy xước gì hết đâu. Con này do xài ốp lưng á, nó hằn lại ra lên cái đấy. Đấy, rất là đẹp nhá. À quên, hôm nay thì tặng máy thì đã tặng rồi. Ngày mai em sẽ kiểm tra, em test kỹ hết các chức năng mấy con máy này này. Tại vì để lâu lắm rồi, từ lúc em mới làm cách đây 4 tháng rồi đấy, 4 đến 5 tháng rồi. Em bán lô máy này đúng 4 đến 5 tháng rồi. Đấy, em chừa lại mấy cây này. Đợt trước em nhớ là còn 4 đến 5 cây cơ. Mà em để đâu em cũng chẳng nhớ nữa. Em lấy thấy 2 cây ở góc này này, em lấy ra. Thì bây giờ em xin phép nhé, tặng cho 5 người may mắn tiếp theo là mỗi người cái thẻ 10.000 thôi. Em sẽ tìm vào cái video ngày mới nhất ở bên điện thoại VTV3, điện thoại giá rẻ nhé. Mọi người nhớ qua bên này đăng ký giùm em nhé. Đây. Em tình cờ em đọc được cái số điện thoại này thì em sẽ bán luôn nhé. 0398. Cái này em không chuyển, em không phải là bán ở bên đấy đâu, nhưng mà em chuyển thẳng luôn đấy. Cái này là trực tiếp bằng tiền mặt luôn. Tại vì cái kia thì nó dày dà thủ tục, mất thời gian. Số này cũng khá là thần tài nhé. Số 118 này làm ăn tốt lắm ấy. Ý nghĩa của cái sim này em cũng không dành mấy, nhưng mà theo như kinh nghiệm em biết thì là cái số 118 này làm ăn rất là ra nhé. Đây, lại vô tình nhìn thấy số này. Em thích mỗi cái gì đây? Mọi người đọc giùm em nào. Thôi thì em tặng luôn cho anh này 0396889 69, 0396 988 969, 03 cái gì quên mất tiêu rồi, 96 988 969, tặng cho anh trai 10.000 nhé. Lướt dừng đây 0977616898, 0977616898, đúng rồi, sợ nhất sai. Mười chín phút trước đây này, em sẽ tặng tiếp tục đến một người Mobi nữa nhá, à Vina nhé. 0941321960, 0941321960. Em chẳng nhớ là mấy cái nữa cơ, hình như đủ 5 cái rồi ấy. À cái này cái thứ tư. Quay hoài này.
Em xin phép tắt máy để xíu em gọi lại. Quay hoài số này xong nào được ta, hay là sai số ta? Được rồi, em sẽ thử nạp số khác nhé. Không chín tám sáu hai tám ba bốn bảy năm. Không chín tám sáu hai bốn ba bốn bảy năm. Rồi, vậy là cái số kia không biết bị sao mà không nạp được nha. Rồi thì em đã tặng cho 5 người tiếp theo rồi. Mọi người qua nhớ qua hoặc là bấm vào trên này này, VTB3 Vlog này. À quên, VTB3, em sẽ bấm này. VTB3 V3 điện thoại. Để xíu em sẽ gọi lại. Điện thoại giá rẻ này. Mọi người bấm vào và nhớ đăng ký kênh giùm em nhé. Đây, kênh ở đây. Đó, thì em xin phép lại khép lại video đây nhé. Để em gọi lại cho những khách hàng vừa nãy gọi giùm em á, vừa nãy gọi cho em á. Em đã lỡ tắt máy, để em sẽ gọi lại nhé. Chào mọi người nhé.